Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Obizid H được sản xuất tại Cadila. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Urbizit H cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Urbizit H Urbexatan Hydrochlorothiazid 300mg 25mg Dạng bảo chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của Urbizit H điều trị tăng huyết áp nguyên phát trên các bệnh nhân không được kiểm soát thỏa đáng bởi từng đơn chất obexatan hoặc hydrochlorothiazid cách dùng và liều dùng erbizid h dùng một lần duy nhất trong ngày uống kèm với thức ăn hoặc không điều chỉnh liều tùy thuộc vào từng thành phần riêng lẻ obexatan và hydrochlorothiazid Thuốc Obexatan 300mg trên 25mg hydrochlorothiazid có thể được dùng cho những bệnh nhân không kiểm soát được huyết áp bởi thuốc Obexatan 300mg hoặc thuốc Obexatan 150mg trên 12,5mg hydrochlorothiazid. Liều cao hơn 300mg Obexatan trên 25mg hydrochlorothiazid một lần duy nhất trong ngày không được khuyên dùng. Việc phối hợp thuốc với một thuốc trị tăng huyết áp khác phải do chỉ định của bác sĩ chống chỉ định của Herbizid H. Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc với dẫn chất của sulfonamid, hydrochlorothiazid là một dẫn chất của sulfonamid. Phụ nữ có thai và cho con bú. Suy thận nặng, độ thanh thải creatinine nhỏ hơn 30 ml trên phút. Hạ kali huyết trơ, tăng canxi huyết. Suy gan nặng, sơ gan tắc mật và ứ mật. Lưu ý khi sử dụng herbizid H Tăng andosterone tiên phát, không khuyến cáo dùng erbexatan. Do hydrochlorothiazide. Do thành phần thuốc có hydrochlorothiazid nên người bệnh phải được theo dõi định kỳ điện giải trong huyết thanh và nước tiểu, nhất là người bệnh dùng corticosteroid, ACTH hoặc digitalis, quinidin, nguy cơ xoắn đỉnh gây dung thất. Suy si thận nặng, tăng ure huyết và có thể làm suy giảm thêm chức năng thận. Suy si gan, dễ bị hôn mê gan gút, bệnh nặng lên. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tác dụng phụ của Obizit Thường gặp ADR lớn hơn 1 trên 100, chóng mặt, nhức đầu và hạ huyết áp thế đứng liên quan đến liều dùng. Tụt huyết áp có thể xảy ra đặc biệt ở người bệnh bị giảm thể tích máu, như khi người bệnh đang dùng thuốc lợi tiểu liều cao, suy thận và giảm huyết áp nặng khi có hẹp động mạch thận hai bên. Ít gặp, 1 trên 1 nghìn nhỏ hơn ADR nhỏ hơn 1 trên 100, ban da, mày đay, ngứa, phù mạch, tăng enzyme gan, tăng kali huyết, đau cơ, đau khớp. Hiếm gặp, ADR nhỏ hơn 1 trên 1 nghìn, ho, rối loạn hô hấp, đau lưng, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, giảm bạch cầu trung tính. Tương tác thuốc. Các thuốc ảnh hưởng đến kali, tác động mất kali của hydrochlorothiazide được giảm thiểu do tác động giữ kali của olmesartan. Tuy nhiên, tác động này của hydrochlorothiazide trên kali huyết thanh có khả năng xảy ra khi dùng phối hợp các thuốc khác gây mất kali và hạ kali huyết, ví dụ như thuốc lợi tiểu bài tiết kali niệu, thuốc nhuận tràng, amphotericin, caphenosolon, natri penicillin G, các dẫn chất của axit salicylic. Ngược lại, dựa trên kinh nghiệm của việc dùng các thuốc khác làm giảm hệ thống renin angiotensin dùng chung với các thuốc lợi tiểu giữ kali bổ sung kali các muối thay thế có chứa kali hoặc các thuốc khác có thể tăng mức độ kali huyết thanh như natri heparin có thể làm tăng kali huyết thanh các thuốc bị ảnh hưởng bởi sự rối loạn kali huyết thanh việc theo dõi định kỳ kali huyết thanh được khuyến cáo khi dùng chung thuốc với các thuốc bị ảnh hưởng bởi sự rối loạn kali huyết thanh như các glycoside digitalis thuốc chống loạn nhịp Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Urbizit H, đồng thời biết cách sử dụng Urbizit H sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham